Chào các bạn nha, hôm nay mình quay con máy cày Kubota 6040. Chạy được nhiêu giờ anh? 5.000 mấy giờ ha? 5.000 3 giờ các bạn. Anh kêu bán là trăm mấy chục triệu anh. Này là giờ anh chạy giờ rửa máy đem về các bạn. Máy đang chạy chứ không có gì vấn đề gì. Này đang xài dần sớm mấy mét? 2m2 ha. Này đang xài dần sớm 2m2. Ông bán cái đầu mà ông bán dần sớm. Dạ, bán cái đầu máy còn chứ không bán dần sớm à. Bán đầu với bánh lòng không? Hay là bánh bơi này thôi? Bánh lòng, bánh bơi luôn hả? Cái đầu với bánh lòng, bánh bơi. Đó. Máy đang chạy. Đất còn dính trên máy kìa. 5.000 3 giờ anh ha. Có thể đài cho em nghe tiếng máy được không? Cái này biết gì đâu quay, hình không à. Ăn dầu à, cái này giờ biết gì đâu quay giờ. Hình không. Tính bán nhiêu tiền anh? 170 triệu hả? À. Bán 170 triệu các bạn. Nó này là máy này chưa rửa các bạn. Để xíu nữa anh xịt anh rửa. Lát anh xịt anh rửa rồi mình quay sơ cho bạn xem. Đây các bạn, ảnh đang rửa ra các bạn. Chạy rồi lên vừa lên bờ rửa nè. Chứ không phải là máy không hoạt động, máy này vẫn hoạt động bình thường. Tới cánh đồng sông ngoài đồng nè, là lên bờ để rửa nè. Vậy là đùi có bung rồi anh á, mà đồ bung kiểm tra thôi chứ không hư. Là cái đùi này là anh nói là có bung rồi các bạn. Nhưng mà bung kiểm tra rồi chứ chưa có sửa gì chứ, chưa có thay đồ, chưa có sửa gì chứ. Máy có bung chưa anh? Máy có bung chưa? Máy còn ghen ha. Nếu mà người ta đem đi xa quá có tiếp tiền người ta mới không? Tiếp nổi gì không? Không. Vậy là bán là dứt đuôi vậy đó. Ai mua vận chuyển lại thì làm. Lát nó đợi máy nghe chơi. Để xíu nữa anh rửa xong rồi anh sẽ đầy bắn vô sạch rồi chà tay vô hết sạch cái máy còn đang nóng luôn các bạn. Máy đang nóng bốc khói luôn nè. Máy đang nóng bốc khói nè, chơi chưa không anh? Cái gì cái này. Này bán thì anh nói gần là kèm theo bánh bơi, bánh lòng, bánh hơi chứ không có dần sớm nha. Đầu gì không đó, nói nào nói dứt khoát để các bạn lát nữa hỏi nữa thì mình không có trả lời, tại vì quay nhiều video quá không có giải thích được, không có nhớ để mà giải thích. Anh rửa ra cái là nhìn thấy cái bên ngoài là còn ngon lành nữa các bạn. Lâu rồi cái nó dần nó đỏ nẻo luôn nè. Đỏ tươi luôn. Thứ gì chịu nổi rồi. Nó vậy đó, cô anh ở có chỉnh sửa là ảnh rồi. Nó đang rửa mà. Đây là YouTube rồi hả? Và YouTube đang bán cho ảnh nè. 170 triệu đó mua đi. 170 triệu đó mua đi. Mua làm gì? Ý
Đó, mấy cái màu nước sơn còn ngon luôn không? Nó bị chói nắng chứ không phải là màu vàng đâu. Cái màu đỏ đặc trưng của nó thì vẫn tồi hình luôn đó. Anh quay lên video rồi thì cái màu chói nắng nó hơi vàng vàng, các bạn thấy nó vàng vậy đó. Cái này phải có cái giò rửa xe á anh ấy. Rửa xe rửa riêng xịt vô máy phải không? Cái này chỉ rửa ngoài thôi. Cái máy cái màu nước sơn nó còn ngon lắm mà, tại vì cái này mình chỉ rửa cho nó sạch đất thôi, chứ mà nếu mà có cái đồ rửa xe thì rửa nó tốt hơn các bạn. Rửa nó sẽ sạch hơn, bắn nó chốc hơn. Đây đít của nó rồi các bạn ơi, giờ quay đầu hoài không có quay được cái đít. Thì muốn mua thì các bạn cứ kêu chủ máy để là kết bạn Zalo với chủ máy, xong rồi cái điện thấy hình hoặc điện muốn điện thấy hình gì đó thì coi tận mắt nó dễ hơn. Này rửa rồi anh hả? Anh rửa rồi nè các bạn. Lên rồi máy coi chơi, nghe tiếng chơi. Đó, rửa rồi đó. Này chá nắng mặt trời coi không có gì rõ. Trong máy móc nè. Móc cabo ở trong nè. Đó, mình quay vòng vòng cho các bạn xem nè. Cái này có cái giò rửa xe nó rửa nó mới sạch. Cái này rửa chủ yếu là cho sạch đất. Chạy vậy thôi. Sạch đất vậy thôi. Bên dưới nè. Trong rồi. Đó, nó như vậy đó. Máy thì chưa có bung gì trơn á. Có đùi thì có kiểm tra thôi chứ cũng chưa có sửa nữa. Đó, mình quay chậm chậm cho các bạn xem vậy đó. Chứ để thôi lát nữa xem cái không biết đường xem. Cái này là của thằng Việt Nam anh ha, chứ không phải đồ của Thái anh ha. Thái này có cái nắp cabo ở trước này nó có ấy nè. Với cái kiến nó nằm bên này, cái kiến nó nằm bên bên cái kiến nó đổi khác hơn, cái kiến nó nằm bên kia lại. Cái của Thái nó vậy đó.
Ủa rồi cái này anh gắn cái quạt gió này đây làm gì ạ? Quạt vậy hả? Rồi bán luôn quạt gió này luôn đi. Để giờ để quạt gió này lên đây quạt cho nó mát đây. Đó, nó nó. Rồi máy ngầu quá. Nhà cái cháy rồi. Đó các bạn. Đó, còn ngon. Thơ máy nè các bạn. Đó, nghe thơ máy thì chắc ăn. Còn nóng quá. Máy nổ gì đó. Ghế bọng còn gì luôn đó. Chú mở ngầu em rồi nha. Đó. Rồi ai có nhu cầu thì điện qua số mình nữa các bạn.